Như các bạn nói, hiện tại mình đang sử dụng một cái loại võ công người cá các bạn ơi. Nhưng mà cái loại võ công này chưa phải là mạnh nhất, mình thậm chí còn hóa thành rồng nữa, cho nên bây giờ mình chán cái loại võ công này rồi. Mình muốn có gì đó xịn xịn hơn. Nhưng mà phải làm sao để đạt được God của mình ta? Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới trái cây nha. Ý mình là Lockfoot các bạn ơi. Đúng vậy, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học một cái loại võ công mới có tên là võ điện các bạn ơi. Và mình sẽ luyện tập nó lên thành móng vuốt điện luôn đó. Nhưng mà mục đích thực sự của mình á, đó chính là sở hữu God của mình. Nhưng mà làm sao để mình đạt được cái mục tiêu đấy nhờ? Thế thì các bạn phải theo dõi hết cái hành trình của mình nha, và giúp cho mình một like để cho mình có động lực ra tiếp cái ngày thứ 8 nha các bạn ơi. Và làm ơn các bạn đừng cho mình thấy cái hình ảnh này nữa. Oh shit, sao fan nhà chùa đông thế, chết tiệt. Okay, nếu bạn đang theo dõi cái hành trình của mình á thì tại sao các bạn không giúp cho mình một đăng ký kênh nhờ, bấm vào cái chuông kế bên nữa để mà nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều nha. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ 7 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Tao rồi nghĩ ơi, dẫn anh lại đến cái chỗ mà học cái võ công đai điện các kiểu đi. Dạ ok anh ơi, tại ơi. Cứu anh rồi, đây. Dạ. Bên này đi. Đúng không? Dạ mời anh ạ. Vô nha. Đây, ở con mèo rồi đúng không? Vì là trong quá khứ mình đã trả tiền để mua cái bí kíp này rồi, cho nên là bây giờ cái việc của mình là đây để mà học lại cái bí kíp thôi, chứ mình không có mắc phí nữa các bạn ơi. Đó. Đây là Electric nè. Đây, mình vẫn chưa có luyện gì cho nó luôn. Mình đang cố gắng luyện lên God của mình, mà muốn làm God của mình đó là mình phải thông thạo được 4 loại võ công khác nhau các bạn ơi. Đấy, cho nên là ngày hôm nay á sẽ sử dụng đai điện để mà cố gắng cày nó lên V2 các kiểu nha. Rồi ok, let's go. Bây giờ là mình farm ở đây đúng không? Cái gì đây? Triệu phú cướp biển. Oh shit. Ôi. Đây rồi. Đấy, mastery lên này mấy đứa ơi. Oh shit. Đây, anh có chiêu Z rồi. Đâu, để anh test chiêu Z xem nào. Ôi, chiêu Z ảo vậy. Tính ra là anh thấy cái chiêu Z này nó còn xịn hơn cái chiêu Z của người cá luôn ấy. Đây, anh thấy con này. Đấy, let's go. Có chiêu ít rồi nha. Đâu, anh test xem nào. Ít nào. Ôi, sao cái electric này nó ảo vậy? Tính ra nó chỉ mới V1 thôi á. Ui, qua C3 mấy con này khó chơi hơn thiệt đó các bạn ơi. Kìa. Trời ơi. Oh shit, bể đầu luôn rồi. Anh được 15 phút ít thai nè. Ây da, anh cảm ơn Dũng nha. Khỏi phải mua, khỏi phải tốn tiền rồi. Okay. Điện tái là anh em bị melee vậy. Hả? Anh đang chỉ số quá. Bỏ anh nâng cấp lại. Nâng cấp lại hả? chứ em thấy là bao nhiêu đó là anh bị giọng hơi đau á. Rồi ok, 75 gút nè. Đấy, bây giờ phải nâng lại cho melee thôi các bạn ơi. Trong ngày thứ 7 này chúng ta sẽ cắt giá quỷ vô túi rồi, không có được xài rồi. Cho full luôn cận chiến luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Là 2400 nè. Đấy, thêm 100 phòng thủ rồi, lock full 1000 ha. Rồi farm thôi, tiếp tục nè. Mát rồi anh. Chính chính rồi, let's go. Như một cấp nữa thôi. Rồi 200 rồi. Đâu rồi, xem nào. Nền điện hả? Là sao? Được à. Oh shit, gì vậy? Cái này là melee đó hả? Melee sao ảo chứ? Melee nhưng chát quỷ nhờ. Xịn đó nhờ. Được đấy. Ôi. Rồi 25 rồi nè. Giờ mình qua đảo mới. Ờ đâu, nhận nhiệm vụ mới nhờ. Đúng rồi anh. Rồi ok, lên trên nha. Khó dữ. Còn lâu lắm hả? Nếu mà lâu quá thì xuống dưới hợp tiếp. Xuống dưới vẫn thấy nó nhanh hơn ở trên. Rồi một con nữa. Rồi let's go. 50. Đánh boss được rồi đúng không? Đúng anh ơi. Đập bể đâu thằng đô đốc nè. Dạ ok anh. Quỷ luôn anh ơi. Để sạc này đi. Không bên kia rồi. Vô. Đâu rồi? Chưa dành người. Thôi, let's go, lên được. Mastery rank giờ 277 rồi đó. Lên 400 còn hơi lâu rồi nha. Thôi, tiếp nè mấy đứa ơi. Ôi, 75 rồi nè, ok, let's go. Đảo mới mấy đứa ơi. Chạy tìm qua đảo bon cốc. Rồi, cửa của anh rồi. Ây da, qua đảo này thì chúng ta phải đi đánh nhau với mấy chị em hả? Rồi 1600 này. Đánh được con khác rồi đúng không? Nhưng mà cứ ở đây vô nhanh hơn nhờ. Rồi 26 rồi nè. Mastery cũng 68 rồi. Bên này nè anh, đi phe này. À rồi anh thấy rồi. Đây nhà ông vũ đây nè. Ôi sao lại đánh nữ nhi này. Chết rồi.
Em thấy gì nó cũng nhanh rồi. Nhanh đúng không? Đúng rồi. Giờ mình đánh boss luôn anh, mình khỏi nhiệm vụ, mình qua đánh boss lấy kinh nghiệm mà. Còn anh Cốc nhờ anh. Đánh nó hấp máu không? Mà hình Cốc gì xấu quá vậy? Chơi. Công nghệ không đủ. Rồi để anh làm đó, để anh làm đó. Rồi. Lên được 3 mét tôi. Ra được cái cung bắn xạo nó rồi. Cái gì ra được cái gì? Cái cung. Hàng legend luôn ấy. Wow. Nhưng mà nó biết xài đâu. Ờ cứ bắn vậy thôi hả? Cứ bắn anh. Cái cung này bắn da độc à. Ôi thế à? Mà nó hút máu anh. Đâu đâu xem nào. Bắn bình thường. Ờ thấy không? À, có cung cung cung. Ôi. Cái cây này có kết hợp combo được gì không ta? Được anh, nó làm người khác không né được anh. Wow, hay nha, vậy sau này phải luyện cây lên rồi. Không, sau này tính đây rồi, tiếp tục farm. 377 ơi, cố lên. Rồi, 90 rồi. Let's go. Cố lên ơi, à, 4 level đó. Trời ơi, anh được nhận một tiếng XP của thằng noob nè, oh shit. Mày noob nào vậy? Đợi của em hả? Mà anh, đợi em. Ờ, bảo bằng ấy anh cảm ơn nhé. Dạ, dạ, ok anh. Thế tính toán em hẹn anh giết tầm 4 mấy con đó là được 400 máy nha. Ôi anh nhận được 500 F của núp nữa nè. Gì vậy? Nay sinh nhật anh hay vậy? Không biết nữa. Ừ anh cảm ơn nha. À nó định tặng anh 499 robot á. Tặng 499 là gì vậy? 4500 điểm F anh. Oh shit, thôi được rồi anh. Vô shop anh mua vé sạch shop. Chúng mua shop anh mua anh vui hơn. 50 rồi, let's go. Chúng xuống đánh mấy này, trên kia đánh mỏi quá, đánh lâu quá. Giờ mình đi gặp mấy bà chị cơ bắp anh ơi. Mấy chị lực điền đúng không? Đâu xem nào. Đúng rồi anh. Chính nha. Thêm một chị nữa. Yo, finally, trời ơi, sau 2 tiếng cuối cùng cũng lên được 400 Mastery. Không thể ngờ là cái Elitist này lại tốn thời gian để gì luôn á. Oh my god. Đợi đánh xem nào. Bây giờ anh đang có 1000 điểm F nè. Bây giờ mà muốn Cái gì? Ơi, bạn tiêu cây nớp mới vừa tặng anh nguyên một cái con thuyền game bát anh ơi. Oh shit, cái thuyền game bát ở đâu xem nào. Đi anh. Giờ anh ra bên. Dạ bên cảng. Đây anh ơi. Oh shit, gì ta? Luxury nè anh. Ờ. Đúng rồi. Oh đấy. Shit. Nhanh lắm anh, muốn đua thử không? Ok chơi. Thôi bảo các bạn anh cảm ơn nha. Cái thiền này bao gút nha. 350 anh. Oh shit, 350 gút, trời. Cái đâu vẫn tốt. Ờ hả, cái đâu một phát là tới nơi luôn rồi. Thêm chiếc thiền này nó lại kiểu không biết có xài không ta. Phải chi cái thiền này đi được trên bờ ha. Trước tiên á anh phải làm nhiệm vụ cái kia trước đi, để lát phải làm thôi. Còn nhiệm vụ gì nữa? Đi mà. Sao xôi vậy? Cái C3 này. Sao lắm anh. À, tức là bây giờ mình muốn lên V2 Legit là mình phải làm nhiệm vụ này của nó. Dạ đúng rồi anh. Nói chuyện nè. Bạn dường như có tiềm năng đấy. Được rồi, nếu bạn có thể tới trên thử trong vòng 30 giây, tôi sẽ cân nhắc việc nói với bạn. Vì đây là ý nghĩa của việc là chúng ta phải có tộc thỏ V2 đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok luôn. Xuất phát. Rồi, let's go. Cửa luôn anh ơi. Cửa hả? Rồi, mắc cửa luôn. Mắc cửa rồi, ông shit fail. Chạy dạ. 20 giây mà vẫn kịp á. Ok. Rồi, cửa. Rồi, tới ơi, let's go. Chơi hơi gian xíu nhưng mà thôi, miễn thắng được rồi. Đúng rồi. Uy tín ra vậy thì đâu cần phải đọc thổ V2 đâu ta. Mình có trái đo, mình phát mình tới nhà luôn. Ủa, mình hoàn thành xong cái nhiệm vụ chạy về dinh thự 30 giây rồi hết rồi hả? Nhìn còn làm gì nữa không? Dạ, giờ mình không đủ điểm F đâu anh. Giờ mình đi ride để mình... À, bây giờ mình phải kiếm đủ 5000 điểm F rồi mới quay lại nói chuyện với ông đúng không? Dạ, đúng rồi. À, vậy là ông đó là người nâng cái electric mình lên V2 hả? Dạ, đúng rồi. À, ra là vậy. Rồi, ok, đi ride thôi mấy đứa ơi, let's go. Đi anh ơi. Ngoài, trời ơi, đi đâu vậy? Mở cửa. Rồi, let's go. Vô nha. Anh mua cho. À, mua lửa hả? Rồi, ok. Thường nè. Lửa nè. 100.000. Rồi, đổi mua. Rồi, anh được cái gì nè? Chạy lại cái cục màu vàng đứng rồi bấm nút. Rồi, đã bấm. Rồi, giờ xong rồi đó hả? Đúng rồi anh. Ok, let's go. Từ anh ơi. Em bị văng. Em bị văng hả? Rồi luôn. Rồi anh được. Rồi, chơi 3 luôn. Ôi, đến gồng đi gai cũng xịn nhờ. Sơi phát hết cái đảo rồi. Chồng. Ok, qua đảo. Lên biên hình nè. Rồi, ok chưa? Quá cơ bô. Xem nha. Lắc quanh này.
Ơ xong rồi này. Được 5000 nếp rồi nè, bây giờ quay lại thằng kia để mà lên V2 đúng không? Đây. Đâu xem nào. Bạn có muốn học kỹ thuật chiến đấu Elite với 3 triệu Belly với 5000 điểm ép không? Để học được kỹ năng lôi chảo hả? Ok, bây giờ phải cày lên 330 mastery chứ không phải là 300 rồi mấy đứa. Nhanh mà anh. Ok, đi luôn. Ui, nó là cái vuốt hả? Đúng rồi anh, nó cảm nhanh nhất nhì game anh. Ui sao à? Cứ mỗi lần đánh là nó cứ di lên một tí á. Ôi trời trời trời, cào vài cái muốn chết luôn rồi kìa. Rồi ok, giờ đi hả, cày kỹ năng các kiểu xem lôi nộ, lôi động, lôi gầm là như thế nào ấy. Ở đây con này đúng không? Đúng rồi anh, con nó dắt một lần, để nó đi. Ôi nhưng mà anh không có kỹ năng gì hết đấy. Oh shit. Thì anh cứ dùng cái dragon anh xả chiêu vô trong ngoài. Anh cứ thôi anh. Rồi, bắn sát anh rồi. Ôi. Ôi, nó đánh nó một phát là anh 4000 máu rồi. Anh cứ đánh nó gây đam thôi, phát cuối cùng rồi anh đánh thượng. Em chơi cho anh đánh thường. Wow, chấm máu rồi. Oh shit. Ui, khó thế. Hỏi cho hỏi luôn. Cào mấy cái này. Cào đi anh. Rồi ok, rồi thử giết nó luôn đi, Được không ta, lên nổ không ta. Chưa chết. Ôi lên được, ok may quá, let's go. Đâu xem nào, lên được bao nhiêu đây, nhiều lắm hả, Mở khóa được chiếc vét anh, mở khóa được chiếc vét. Ôi có khi được chiếc vét luôn nha. Ôi được chiếc vét luôn, hay quá. Ok xem nào, lôi nộ đúng không. Rồi test luôn nha. Giữ anh chiếc vét đó, anh giữ. Oh shit, chiếc vét này anh thấy dễ farm hơn là chiếc vét kia rồi đó. Anh cài được nhiều mục tiêu luôn á. Thôi đứng chùm là anh quét một phát xem nào, lôi nộ nè. Sế tưởng nha, cái này farm được á. Giờ đi cố lên thêm chú ít chứ chơi xem nào. Rồi quay lại đảo này nữa rồi. Gặp lại mấy chị lực điền đúng không? Đây nha, lôi nổ nè. Ôi ông sế sướng nha. Não. Ra cúp nè. Ủa là mới đâu, đây nè, ra cúp nè. Là anh đánh con đó anh sẽ được đi vờ và anh có thể đi vào bất kỳ cái cổng dịch chuyển từ đảo này tới đảo khác. Mà anh đánh được không? Vấn đề là anh đánh nổi không? Nổi. Rồi ok vô đi. Ở đi. À thằng này hả? Ủa sao thằng này nhìn quen vậy? Rồi. Cái hàng mà đánh bắt cóc hàng mờ hàng đỏ gì đúng không? Anh luyện hacky luôn. Đánh ác liệt quá vậy. Ủa sao nó đầy máu rồi? Dạng 2 nữa hả? Ôi, dạng 2 nó còn cho gấp đôi đúng không? Anh xe đi anh, xe đi anh. Đây. Rồi. Ui anh được một cái mũ kìa. Bả mở phá quyền vào cổng dịch chuyển này. Ui cấp lên kìa. Ui cấp lên kìa. Ui đây rồi. Trang bị cái mũ này thì tăng cái gì vậy? Bằng kiếm à. Bằng máu, bằng kiếm. Ui mũ này xịn thế. Vậy là cái mũ này là một cái mũ rất đáng để mà đeo đúng không? Rồi ok, ngon. Ui đó là cổng dịch chuyển đó, anh test xem nào. Cái này tùy đảo mới có nha. À thế à? Ở bên này là về cái đảo rùa bự hồi nãy, còn bên này là về cái đảo đang farm. Oh shit, thấy nhờ. Chui ngược vậy. À chui ngược vậy nè. Qua đây cái chỗ đang farm nè. Chỗ này đúng không? Đúng rồi. Tiện thế nhờ. Ây da, tao có boss luôn này, chơi luôn. Rồi chết. Ôi làm đi. Trời ơi nó lắc kìa. Ok được rồi. Lên 167. Giờ đi farm tiếp nè mấy đứa ơi. Đảo này luôn mà đúng không? Ôi 18 rồi nè. Rồi 19 nha. Nốt con này nè. Rồi để anh. Rồi ok let's go. 220 rồi. Đâu xem nào. Lôi động đúng không? Anh giữ skill anh. Anh giữ skill. Oh shit. Ui hồi lâu đấy. Cái okay, một kêu đi theo luôn à. Lâu đợi thử xem. Bay lên trời nha, bắn lên trời nha. Ui. Vậy là nó cũng có phạm vi rộng rồi đúng không? Phạm vi. Ui rộng phết đó. Được nha, vậy là farm dễ, Anh tưởng nó chỉ am có một mục tiêu chứ ai ngờ nó có lan ra. Cài lên 330 xem lôi gầm như thế nào nhá. Đúng anh, đỉnh lắm. Đỉnh lắm hả? Anh nhìn anh chơi xong anh mê luôn anh. Ui thế à? Ui nghe hấp dẫn thế. Anh đang cấp 699 nữa. Bọn hình cúc nó ra chưa? Không mà anh, cúc nó ra mà. Ui thế à, ok chơi luôn, vô. Rồi let's go, 331 rồi mấy đứa ơi. Ui lên gấp 1700 luôn nè, ui đẹp thế nhờ. Anh thấy đi, bảo đảm siêu đảo luôn anh, siêu đảo. Đảo lắm hả, đâu xem nào. Giữ không có gì hết nhờ, đâu xem nào. Oh shit, to đây. Chiêu này hồi lâu đấy. Có combo hả? Anh nhào xe vô rồi anh cào chiêu Z đó. Cứ mặt lên trời. À đúng rồi, sơn hấp tung lên mình ngước rồi mình cào. Ok, hiểu. Có boss ta đấu đầu tiên á. Đồ Dog Stone nè, để anh BK nó nè. Chuẩn chưa? Ôi, quả cái bom mực như này thì nguyên cây máu nhờ. Xe lên.
cào lên nè, xong rồi nhảy xuống nè. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn chưa? Ui, 11k đam nè. Oh shit. Rồi, để anh thử, để anh thử. Rồi, rồi đa gần lên nè. Ôi, nhưng đi xuống lại. Đi xuống lại, mình nhảy lên. Ủa, đi xuống lại là đúng hả? Mình nhào lên tiếp hả? Rồi, xe dớt nè. Rồi, dét lên nè. Rồi, nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ôi, tính nhờ cái electric này kết hợp với trái quỷ cũng hay á. Rồi nè, chết nè. Đấy, let's go. Xịn luôn. Ai, cuối cùng thì mình cũng đạt được Electric V2 rồi các bạn ơi. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày thứ 8 nha. Cho nên là hãy giúp cho mình một like để cho mình có động lực ra tiếp cái ngày thứ 8. Và cũng như là bấm đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và bấm vào cái chuông kế bên nữa để mà nhận thông báo khi mình gặp video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối tốt lành nha. Bye bye.